Hello, hello các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại video mới này của mình. Và hôm nay cũng đã là khoảng 29-30 Tết rồi. Và mình cũng vừa soạn xong những cái bộ quần áo để có thể là mặc trong những cái ngày Tết sắp tới. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video cho các bạn, đó chính là cách chọn ra outfit ngày Tết. Xin chào, mình là Đạt. Và trước khi bắt đầu vào cái phần chính của cái video này thì mình muốn nói với các bạn rằng là những cái bộ outfit mình nhắc tới sắp đây thì nó chỉ đều là những cái mẫu để các bạn có thể tham khảo thêm, hoặc là các bạn cũng có thể mặc theo mình hoặc là mặc gần giống mình để có thể là có những cái bộ trang phục quần áo ngày Tết khá là đẹp. Bởi vì là những cái bộ outfit mà mình mặc sắp tới nó chỉ đều là những cái ý kiến cá nhân của mình. Cái điều cần thiết nhất trước khi các bạn chọn quần áo ngày Tết đó chính là các bạn phải xem nhiệt độ của những cái ngày sắp tới sẽ như thế nào. Và ở đây thì mình xem nhiệt độ của Hà Nội vào những cái ngày Tết thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 27 đến 28 độ C đổ lại. Và cái nhiệt độ này thì đối với những cái quần áo hay những cái jacket, những cái bomber mình mua thì thực sự là nó không thể mặc được vào cái thời tiết này. Và mình đã chuyển sang một cái gì đó nó khá là đơn giản hơn. Ok, và bây giờ thì chúng ta cũng đi vào với cả cái outfit đầu tiên, cái outfit của ngày mùng 1. Và ở đây thì mọi người hay có cái câu là mùng 1 màu đỏ thì cả năm sẽ đỏ. Và mình cũng không ngoại lệ cái câu đó, và mình đã chọn cho mình một cái outfit có màu đỏ thêm. Ở đây thì mình mặc một chiếc quần jean rách màu đen, có hai cái knee blowout ở hai cái đầu gối và nó không có zipper ống quần. Bởi vì tí nữa mình sẽ đi một cái đôi giày cao cổ mà một lát nữa thì mình sẽ đề cập tới cho các bạn xem. Như vậy là chúng ta đã xong phần quần. Và bây giờ thì mình sẽ mặc một chiếc áo của Givenchy. Như các bạn có thể thấy ở đây là chiếc áo Givenchy có cái phần rách. Cái season mày mua là nó là season 2018. Nhưng mà tuy nhiên là đến bây giờ thì nó vẫn chưa hề lỗi thời, lỗi trend. Mà mình sẽ mặc một chiếc áo Givenchy có chữ Givenchy ở đây và nó có cái phần rách, nó khá là đẹp. Và cái áo mà mình nhắc tới sau đây nó sẽ khá là quan trọng và nó cũng chiếm khá là nhiều phần trăm cho cái bộ outfit này, đó chính là một chiếc áo leather jacket màu bạc. Thì cái áo leather jacket này mình mua khá là lâu rồi, mình mua được khoảng hơn 1 năm nay, nhưng mà tuy nhiên là mình mặc nó cực kỳ ít. Tối nay mặc cái áo này thì mình cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay và bây giờ thì mình sẽ mặc lại nó. Và tiếp theo sẽ là một cái món phụ kiện giống như cái câu đầu mình nhắc tới, đó chính là đầu năm mà màu đỏ thì cả năm sẽ đỏ. Đó chính là cái khăn banana màu đỏ và một chiếc kính Gentle Monster màu đỏ. Cuối cùng là mình sẽ đi cái đôi Balenciaga Speed Channel. Cái đôi này nó cũng bản từ 2018-2017 gì đấy rồi mình không nhớ. Cho nên là mình đã đi cái này mình, và mình đã chọn cái quần không có zipper để tí nữa mình sẽ cho cái ống quần qua cái giày này. Ở đây thì các bạn có thể thấy là cái outfit của mình nó không hề có một cái điểm nổi bật nào là rõ hơn so với những cái màu trung tính như là màu đen, màu trắng và màu bạc. Thì mình sẽ phải chọn thêm một cái màu đỏ để lắp vào cái outfit của mình để giúp cái outfit của mình nó nổi bật hơn. Và như vậy là chúng ta cũng đã xong cái outfit của ngày đầu tiên, ngày mùng 1. Và tiếp theo thì mình sẽ chọn ra cái outfit ngày thứ hai, đó chính là cái outfit cái tông màu chủ đạo là màu trắng và màu đen. Thì ở đây thì mình sẽ mặc cái quần track pant có cái line trắng ở đây và có cái phần zipper ở phần ống quần này và có cái door string khá là dài ở đây. Và cái quần này thì mình sẽ mặc cho cái ngày mùng 2. Theo thì mình sẽ mặc một chiếc áo dài tay sweater màu trắng. Và các bạn có thể thấy rằng là cái họa tiết của chiếc áo này nó khá là đẹp. Thì họa tiết của chiếc áo này nó là cái họa tiết marble. Thì cái họa tiết này nó là một cái họa tiết mà kiểu như là đá hoa ấy. Cái đá hoa mà các bạn hay gặp thường gặp ở trong bếp hoặc là trong những cái khách sạn cao cấp. Và cái chiếc áo sweater kia nó khá là dài tay rồi, cho nên là mình sẽ mặc thêm một chiếc áo flannel để khoác nhẹ ở ngoài cho nó đỡ bị trống hơn so với các bạn mặc có thể là một chiếc áo sweater không. Đây thì mình sẽ mặc một chiếc áo flannel có màu trắng và màu đen. Ở đây thì các bạn sẽ có một cái phần tà nó hơi rách rách một chút. Ở phần tà này nó sẽ giúp cho các bạn tạo được cái điểm tự nhiên ở trong cái bộ outfit này. Và cuối cùng thì mình sẽ đi đôi GG Cream White và nó sẽ làm cho cái bộ outfit của các bạn trở nên nổi bật hơn với cái đôi giày full trắng này. Về cái outfit này thì các bạn có thể thấy là nó khá là đơn giản, nhưng mà tuy nhiên là nó có đem lại được cái độ gì đó gọi là fresh khá là cao. Và các bạn có thể sử dụng thêm kính râm để làm phụ kiện, hoặc là sử dụng thêm những cái túi ở đằng trước, hoặc là những cái túi đeo ở trước người để làm phụ kiện cho các bạn. Và tiếp theo sẽ là một cái bộ quần áo cho cái ngày mùng 3. Ở đây thì mình sẽ mặc có những cái đồ nó khá là đơn giản. Ở đây thì mình sẽ mặc một chiếc quần Âu màu đen. Và tiếp theo thì mình cũng sẽ mặc một chiếc áo màu đen có cái họa tiết nó khá là đơn giản ở đằng trước này và cả đằng sau như này nữa. Cuối cùng thì mình khoác ra ngoài một chiếc áo jacket màu đỏ và màu trắng. Thì cái tông màu chủ đạo của màu đỏ và màu trắng này nó khá là nổi. Chính vì vậy là mình sẽ chọn thêm một cái đôi giày, đó chính là đôi Vans Style 36.
màu đỏ và màu trắng luôn. Thực ra là thì cái đôi này nó cũng không phải là màu đỏ và màu trắng, nhưng mà nó cũng nằm trong cái tông màu gọi là tông màu sáng, cho nên là mình cũng sẽ chọn luôn cái đôi này để mặc cho cái bộ outfit ngày thứ ba. Và mình sẽ bonus cho các bạn thêm một chút ở cái outfit đầu. Thì cái outfit đầu ấy thì các bạn có thể là mặc thêm cái áo dài này, hay nói cách khác gọi là áo măng tô. Thì cái áo măng tô này nó khá là mỏng, không hề dày đâu, các bạn yên tâm là có thể mặc được. Nhưng mà tuy nhiên là cái áo này mình năm ngoái mình đã mặc rồi, cho nên là năm nay thì mình không muốn lại mặc lại như cũ, bởi vì là mình muốn cái gì đó là mới hơn ở năm mới này. Ok, và các bạn chưa chuẩn bị quần áo cho ngày Tết thì sau khi xem video này thì các bạn hãy đi chuẩn bị luôn đi nhé, bởi vì là Tết sẽ đến sẽ rất là gần với chúng ta rồi, chỉ còn khoảng 1-2 ngày nữa là Tết sẽ tới. Và đối với những cái ngày đầu năm thì các bạn không phải muốn mất thời gian cho những cái việc chọn quần áo của các bạn, thì mình khuyến khích rằng các bạn sẽ chọn trước như mình, soạn đồ cho những ngày nào mình mặc bộ nào và để ra đằng sau. Và mình xin nhắc lại là những cái outfit này chỉ đều là những cái ý kiến cá nhân của mình, hay nó cách khác bằng những cái bộ outfit của mình mặc cho những ngày sắp tới và mình muốn chia sẻ cho các bạn. Và nếu thấy hay thì các bạn đừng quên like, share và subscribe channel của mình để mình có thể là làm những cái video bổ ích cho mọi người. Và chúc mọi người một năm mới vui vẻ và thật nhiều sức khỏe để có thể xem video của mình. Ok.